xin chào tất cả mọi người uh, ok trong video hôm nay thì mình sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về một cái dự án mà mình đánh giá khá là cao về ý tưởng cũng như là cái sản phẩm của họ nếu như mà họ có thể uh, đưa vào thực tiễn được uh, cái dự án có tên là platio uh, đây là một cái dự án mà họ gọi là ngân hàng thông minh sẽ tích hợp uh, thanh toán bằng crypto bằng tiền điện tử và kể, kể cả có thể mua bán cổ phiếu nữa trên một cái nền tảng có tên là platio thì uh, họ có rất là nhiều sản phẩm khác nhau và À, với những các bạn nào quan tâm về cái việc ứng dụng à, crypto trong cái việc thanh toán à, sẽ như thế nào thì các bạn có thể nên, các bạn nên xem đến hết video để có thể hiểu rõ hơn về cái dự án của họ được không ạ à, với những ai mà mới xem kênh youtube của mình thì sau khi ấn nút đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình làm những cái video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên à, nhận được thông tin và được update thông tin một cách sớm nhất ngoài ra thì các bạn đừng quên là follow hai kênh telegram mình để ở dưới phần liên hệ thì à, kết hợp cùng với kênh youtube thì à, trên hai kênh telegram mình sẽ update các thông tin cho các bạn một cách thường xuyên và chính xác hơn, chi tiết hơn. À, quay trở lại với cả cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì uh, cái dự án hôm nay mà mình muốn uh, cung cấp cho các bạn thông tin có tên là dự án Platio thì hiện tại dự án đang trong vòng uh, private sale dành cho những cái nhà đầu tư có tổ chức thì hiện tại thì uh, uh, sẽ kết thúc trong 20 ngày nữa thì mới kết thúc được cái vòng private sale. Uh, đây là một cái dự án mà có nguồn gốc từ Anh và dự án này thì là một cái dự án được uh, cấp phép tại châu Âu và cả uk bởi vì cái dự án này nó là cái dự án liên quan đến cái vấn đề thanh toán và khi mà liên quan đến cái vấn đề thanh toán thì cái vấn thì cái việc pháp lý nó sẽ vô cùng quan trọng và cái dự án này thì họ đã nhận được giấy phép từ uk và eu rồi à, ngoài ra thì một số những cái thông tin cơ bản mà mình muốn cung cấp cho các bạn trước khi mà mình đi vào uh, chia sẻ về cái việc những cái sản phẩm và những cái ưu uh, nhược điểm của cái dự án này là gì vậy thì cái dự án này sinh ra với mục đích là như thế nào thì platio họ hướng tới một cái việc đó chính là kết nối giữa cái việc thanh toán crypto và với cái việc thanh toán truyền thống một cách dễ dàng hơn và nó sẽ thu hẹp lại cái khoảng cách hiện tại thì cái việc thanh toán bằng crypto nó vẫn còn rất là bị giới hạn bởi vì thứ nhất là về luật pháp và thứ hai là bởi vì cái sự công nhận của mọi người cũng như là cái việc không ai cũng phải không phải ai cũng có cái hiểu biết và không phải ai cũng có thể tự lên sàn giao dịch và có thể mua cho mình một cái đồng crypto thì cái nền tảng platio họ mong muốn là sẽ thu hẹp lại cái khoảng cách này và những cái người dùng họ chỉ cần uh, download cái ứng dụng của họ và qua đó thì các họ họ có thể uh, chuyển tiền họ có thể mua bán thanh toán uh, kể cả bằng tiền fiat tiền pháp định lẫn crypto trên cùng cái nền tảng họ sẽ có những cái thuật toán để chuyển đổi sao cho cái việc sử dụng là dễ dàng nhất uh, thông qua những cái sản phẩm mà lắp nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngoài ra thì họ còn tích hợp cả một cái À, việc đó là các nhà đầu tư họ có thể mua bán, trao đổi stock, à, cổ phiếu ở trên nền tảng của Platio và họ có thể mua cái cổ phiếu đó bằng crypto hoặc là họ có thể mua cái cổ phiếu đó bằng tiền pháp định. Như vậy là à, họ mong muốn trở thành một cái gọi là ngân hàng thông minh tích hợp kể cả crypto, à, tích hợp tiền fiat và tích hợp cả stock, à, cổ phiếu vào trong cùng một cái nền tảng. Thì à, cái ý tưởng của họ, nói tóm lại là họ sẽ À, cung cấp cho chúng ta một số à, những cái dịch vụ ví dụ như là à, giữ tài sản tiền kỹ thuật số à, tiền pháp định và cổ phiếu ở trong cùng một ứng dụng chúng ta sẽ không cần người dùng sẽ không cần phải à, tạo nhiều account mà chỉ có một cần một account trên Platio là họ sẽ à, có thể lưu trữ rất là nhiều những cái tài sản khác nhau à, ngoài ra thì Platio sẽ còn phát hành à, những cái thẻ thanh toán bằng nhựa hoặc thẻ thanh toán à, ảo trên điện thoại và qua đó thì giúp người dùng có thể thanh toán qua cái nền tảng này dùng crypto hoặc là dùng tiền pháp định để mà có thể thanh toán à, thanh toán crypto và tiền pháp định thì họ sẽ sử dụng mạng lưới swift mạng à, lưới sepa à, oct hoặc là ripple à, chuyển tiền à, và ngoài ra thì họ còn có những cái tính năng như ví dụ như là chuyển tiền điện tử hay là chuyển tiền pháp định trong hoặc là chuyển cổ phiếu ở trong cái hệ sinh thái platio là hoàn toàn là miễn phí ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái tính năng khác mà lát nữa mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn và nói tóm lại thì dự án đây nói tóm lại là cái dự án platio là cái dự án mà có mà có được cái sự ủy quyền tại hơn 30 quốc gia khác nhau và họ có trụ sở tại london đã được cấp phép đây là một trong những cái điểm cộng của cái dự án này và nền tảng của họ thì tích hợp kể cả fiat kể cả cổ phiếu và kể cả crypto nó giống như là một cái ngân hàng thông minh và cái và họ sử dụng cái blockchain của eos Đó và họ có giấy phép hoạt động tại EU và UK cho các hoạt động liên quan đến crypto và là một cái tổ chức thanh toán đã được ủy quyền thì đó là một số những cái thông tin cơ bản nhất về cái dự án Platio và cái tầm nhìn của họ là họ muốn làm cho crypto trở thành một cái phương tiện thanh toán đáng tin cậy và phổ biến công nghệ của họ sẽ cho phép người dùng chuyển đổi liên tục giữa những cái hệ thống tài chính về tiền mật mã và và tiền pháp định và tạo ra cái sự ổn định khi mà người dùng có thể sử dụng cái mạng lưới trên Platio à, và hai cái hợp đồng thông và hai cái sản phẩm quan trọng nhất trong cái dự án của họ có tên là AccessGuard và Smart Eros thì hai cái sản phẩm này lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn cái tính năng nó là như thế nào đúng không ạ à, một số những cái sản phẩm của Platio thì mình muốn là các bạn sẽ phải hiểu xem là cái dự án của họ thì cái sản phẩm họ đưa ra là như thế nào và nó phục vụ cho cái mục đích gì họ có tới 7 sản phẩm khác nhau và mỗi một sản phẩm thì có một cái mục đích riêng đầu tiên là exchange và, và và môi giới thì exchange và môi giới là hai là hai trong số 7 sản phẩm quan trọng của hệ sinh thái platio đối với platio thì các sản phẩm này nó không chỉ là cái công cụ để mà người dùng có thể trao đổi giao dịch tiền điện tử tiền mã hóa cổ phiếu mà nó còn là công nghệ để cho phép các sản phẩm khác của Platio hoạt động ví dụ như là thẻ thanh toán Platio hay là cổng API xử lý các giao dịch của các cửa hàng hay là mạng lưới thanh toán uh, Swift, Sepa, Ripple, OTC cũng như là cái việc bảo mật tài sản thì uh, đầu tiên cái sản phẩm đầu tiên là tài sản là cái sản phẩm Exchange là một cái sàn giao dịch thì trên cái sàn giao dịch của Platio thì người dùng có thể thực hiện các giao dịch Uh, trong uh, phạm vi là những cái đồng tiền điện tử và những cái đồng token của những cái dự án blockchain, những cái đồng token ERC20 và những cái đơn vị tiền fiat uh, uh, của các quốc gia được hỗ trợ thì cũng sẽ có thể trao đổi và uh, mua bán ở trên cái sàn giao dịch này uh, và cái hệ sinh thái của Platio họ không họ không chỉ muốn hỗ trợ những cái tiền mã hóa chính thống mà họ còn muốn hỗ trợ cả những cái đồng token của những cái dự án blockchain thì trong tương lai những cái tầng token này cũng có thể lên được cái sàn giao dịch của Platio để mọi người dùng có thể mua bán và trao đổi bằng những cái đồng tiền fiat được các quốc gia chấp nhận có thể hoạt động được cái dự án này. Ngoài ra thì một cái chức năng khác là chức năng môi giới thì để thì cái chức năng này thì các người dùng có thể chuyển đổi nhanh chóng các cổ phiếu của họ thành những cái tài sản truyền thống có sẵn trong Platio. À, như mình đã chia sẻ ở đầu video thì à, những cái người dùng có thể mua à, cổ phiếu bằng crypto hoặc là mua cổ phiếu bằng tiền pháp định thì họ có thể à, thực hiện được cái à, điều này Đó. và cái platio exchange và và môi giới thì cho phép người dùng giao dịch và trao đổi tiền mã hóa, tiền fiat, tiền cổ phiếu à, kết nối những cái công cụ tài chính truyền thống và những cái à, công cụ tài chính mới như là crypto hiện tại lại gần với nhau hơn à, một cái sản phẩm thứ hai mà họ gọi uh, là uh, bảo vệ tài sản hay còn gọi là Asset Guard đây là một trong những cái sản phẩm có cái tầm quan trọng rất là lớn trong cái nền tảng, trong cái hệ sinh thái của Platio thì uh, Platio Asset Guard là sản phẩm dựa trên một cái hợp đồng thông minh để bảo vệ tất cả những cái loại tài sản của người dùng được lưu trữ trong hệ sinh thái của Platio và tránh bị thiệt hại bởi những cái sự biến động của thị trường và Asset Guard thì sẽ có hai loại hợp đồng thông minh khác nhau thứ nhất là Auto Exchange và thứ hai là Standby Transfer Auto Exchange là một trong những cái hợp đồng thông minh mà các bạn có thể hiểu đơn giản nó giống như là cái hệ thống stop loss ở trên các sản giao dịch mà chúng ta uh, giao dịch hàng ngày, nó sẽ là một cái cơ chế giúp cho người dùng có thể bảo vệ được cái số tiền của mình, uh, cái số tiền tiền mã hóa của mình ở trên cái nền tảng Platio bằng cái việc là ví dụ như là người dùng sẽ được set up một cái mức giá mà chẳng may uh, mức giá của thị trường giảm dưới cái mức giá này thì uh, tự động À, cái hệ thống của Platio họ sẽ chuyển đổi sang cái tiền fiat để giúp cho cái người dùng tránh bị tổn thất nhiều nhất thì cái chức cái thì cái, cái cách hoạt động nó cũng khá là giống với cả cái chức năng stop loss à, trên các sản giao dịch của chúng ta thường dùng hàng ngày à, ngoài ra cái hợp đồng thông minh thứ hai gọi là standby transfer à, thì standby transfer là một cái loại hợp đồng thông minh giúp cho người dùng sẽ set up set sẽ đặt ra một cái khoảng thời gian mà trong cái khoảng thời gian đó nếu như tài sản của họ, nếu như cái tài khoản của họ không được truy cập vào thì uh, tất cả những cái tài sản đó sẽ được chuyển sang một cái uh, cao khác và cao này thì được người dùng thiết lập ngay từ đầu. Thì nó tránh cái việc là ví dụ như là người dùng họ bị mất, mất cái mật khẩu hoặc là họ bị mất, mất cái private key, họ không có cách nào để lấy lại được thì trong một khoảng thời gian nhất định nếu như cái tài khoản đó không được truy cập thì tất cả những cái tài sản đó sẽ được chuyển sang một cái account khác thì mình nghĩ đây là cái cơ chế cũng khá là hay để giúp cho các nhà đầu tư họ có thể tránh cái việc mà họ bị họ họ bị mất hoặc là họ bị thiệt hại cái số tiền của mình khi mà lưu trữ tài sản trên cái nền tảng của Platio. Một cái sản phẩm nữa đó chính là thẻ thanh toán Platio thì họ sẽ cung cấp cho người dùng một cái thẻ thanh toán bằng nhựa hoặc là bằng thẻ thanh toán ảo và được các công ty thanh toán quốc tế hợp tác phát hành nên và tất cả những cái tài sản của họ trên cái nền tảng Platio họ có thể dùng một cái thẻ để mà có thể uh, trao đổi và thanh toán tất cả những cái loại tài sản tất cả những cái đồng crypto và những cái đồng các loại tiền uh, fiat thì uh, đều tích hợp trên một cái thẻ nó có cái tính uh, uh, tiện dụng khá là cao và cái thẻ này thì cũng có thể dùng để mà thanh toán tại những cái điểm uh, bán hàng mà chấp nhận thẻ thanh toán của của, của Platio và họ sẽ phải nhờ tới những cái đối tác của họ, những cái công ty thanh toán quốc tế để có thể làm được cái điều này trong tương lai. À, trong tương lai họ sẽ mong muốn là cái, cái 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 nền tảng Platio nó sẽ cung cấp một cái giải pháp thanh toán cho người dùng, kể cả có tổ chức và và người dùng cá nhân. À, một cái sản phẩm một cái sản phẩm nữa là sản phẩm chuyển tiền nội bộ. Thì tất cả những cái giao dịch chuyển tiền nội bộ bao gồm cả chuyển crypto, chuyển fiat hay là chuyển cổ phiếu trong nền tảng Platio thì đều miễn phí giao dịch. À, một cái sản phẩm nữa đó là sản phẩm về thanh toán và chuyển tiền sử dụng mạng lưới SWIFT, sepa ripple oct à, sản phẩm thanh toán thì sẽ chia thành hai nhóm thanh toán thứ nhất là thanh toán và chuyển tiền sử dụng mạng thanh toán SWIFT, sepa ripple và thứ hai là thanh toán bằng oct thì với cái cách thức thanh toán đầu tiên thì uh, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng cách chuyển đổi tiền điện tử thành fiat để mà giúp thực hiện và một cái giao dịch uh, tự động chuyển đổi và bằng cách này thì người nhận thanh toán có thể nhận được uh, ngay cái tiền pháp định uh, ngay cả khi người dùng Platio bắt đầu thanh toán bằng tiền điện tử nó là một cái cơ chế chuyển đổi thông minh uh, giữa tiền pháp định và tiền crypto thì sẽ đây là một cái cách thức thanh toán sử dụng cái mạng lưới Swift, sepa hoặc là Ripple và một cái mạng lưới thanh toán cách thức thanh toán thứ hai là về OCT đó thì uh, nền tảng uh, Platio sẽ cung cấp cho người dùng hai cái mạng lưới thanh toán và chuyển tiền khác nhau À, ngoài ra một cái sản phẩm nữa đó là sản phẩm lập hóa đơn và 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 quy trình xử lý. À, cái lập hóa đơn là như thế nào? Có nghĩa là Platio sẽ giúp cho những cái người dùng cá nhân và doanh nghiệp tạo hóa đơn bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc tiền tệ nào được Platio hỗ trợ. À, lập hóa đơn được thiết kế chủ yếu cho người dùng doanh nghiệp, nhưng mà những cái người dùng cá nhân cũng có thể sử dụng dịch vụ này nếu như họ à, cần đến. Và trên hóa đơn thì người dùng Platio sẽ có thể liệt kê À, những cái thông tin ví dụ như là à, những cái thông tin của người thanh toán, mục đích thanh toán, số tiền đã thanh toán và trong mọi trường hợp thì hóa đơn sẽ được tạo sẽ được sẽ chỉ đạo người thanh toán thực hiện thanh toán thông qua hệ sinh thái của à, Platio và nó giúp cho cái việc thanh toán bằng crypto sẽ vẫn ghi nhận được hóa đơn thì điều này nó sẽ giúp cho kế toán của những cái công ty à, thanh toán trên cái nền tảng này nó sẽ hoạt động một cách dễ dàng hơn đây là một cái cơ chế và cái dịch và là một cái sản phẩm à, mình nghĩ là cũng rất là hay và cái cơ chế hoạt động chi tiết thì có lẽ là các bạn nên à, tham khảo cái white paper của Platio Thì trên này họ giải thích nó sẽ kỹ càng hơn tất cả những cái cách mà những cái sản phẩm của họ hoạt động à, Trên video thì mình sẽ giải thích ngắn gọn để cho các bạn nắm được những cái ý chính mà thôi à, Ngoài ra thì còn một cái à, tính năng nữa mà họ gọi là Smart AdGrowth hay còn gọi là ký quỹ thông minh Thì à, đây là một cái sản phẩm, phải nói là một trong những cái sản phẩm mũi nhọn trong cái hệ sinh thái của Platio cung cấp cho người dùng doanh nghiệp à, cũng như là cá nhân và cái ký quỹ thông minh thì nó sẽ à, hỗ trợ cho những cái à, giao dịch có cái giá trị cao có cái giá trị à, tiền fiat cũng như là tiền crypto lớn chẳng hạn thì họ sẽ tích tích hợp những cái tính năng giải quyết xung đột trong à, cái à, sản phẩm này à, và platio smart escrow thì sẽ đảm bảo rằng những cái tài sản sẽ chỉ được chuyển giao cho bên bán ngay sau khi mà những cái điều kiện và điều khoản của các thỏa thuận được đáp ứng thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái khách hàng doanh nghiệp với cái nhu cầu uh, gọi là thanh toán những cái khoản tiền lớn thông qua cái mạng lưới của Platio thì đó là tóm tắt những cái sản phẩm như là những cái chức năng mà uh, Platio họ sẽ đem đến cho người dùng thì mình cũng đánh giá uh, họ có rất là nhiều sản phẩm khác nhau và có rất là nhiều chức năng khác nhau phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau uh, vậy nên nếu như họ có thể đưa vào hoạt động được cái nền tảng của họ thì mình nghĩ đây là cũng là một trong những cái dự án khá là hứa hẹn trong cái việc uh, thanh toán uh, bằng crypto trong cuộc sống hàng ngày. Uh, ngoài ra thì một số thông tin mà mình cũng muốn update cho các bạn. Thứ nhất là về roadmap của dự án thì uh, roadmap của dự án họ có tầm nhìn đến năm 2020. Uh, trong quý 3 năm 2018 thì họ sẽ cố gắng hoàn thiện và ra mắt bản MVP đầu tiên uh, và sau đó sẽ đặt sàn giao dịch và thẻ thanh toán. Uh, đến năm 2019 họ sẽ lần lượt ra mắt những cái sản phẩm còn lại. À, và chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo trên cái trang web của họ và có thể thấy là trên cái roadmap thì họ tập trung khá nhiều vào cái việc phát triển sản phẩm cốt lõi à, và cái điều này nó cũng là một cái điều tốt cho họ nếu như họ có đủ kinh phí để có thể làm được cái điều này. À, ngoài ra thì token một trong những cái yếu tố mà mình cũng muốn đề cập đến của dự án đó là liên quan đến cái token của dự án à, cái token thì có tên gọi là pi vậy thì cái token này nó sẽ có chức năng gì và điều gì thì sẽ giúp cho cái token của của dự án Patio sẽ tăng giá trong tương lai. À, Pigast thì là một trong những cái token chạy trên cái hợp đồng thông minh ERC20 và được sử dụng cho các giao dịch à, trong nền tảng ví dụ như là thanh toán hoa hồng, à, thanh toán phí và đăng ký chẳng hạn và các giao dịch sử dụng à, PiGas sẽ được chiết khấu với cái mức chiết khấu tùy thuộc vào cái mức sử dụng và mức đăng ký của người dùng. À, PiGas sẽ tạo ra doanh thu cho Patio vì mọi giao dịch được thực hiện sẽ tạo ra doanh thu và doanh thu và doanh thu đến từ việc đăng ký nữa và sẽ có những uh, lý do chính sau đây giúp cho cái giá trị của đồng Gas tăng trưởng trong tương lai theo lý thuyết thứ nhất là tăng nhu cầu về token khi mà lượng người dùng cái hệ sinh thái platio tăng lên nhiều người đăng ký hơn nhiều người giao dịch hơn thì qua đó các uh, cái cái doanh thu của dự của án platio sẽ uh, tăng lên rất là nhiều cũng như là cái giá trị của đồng Gas sẽ được tăng lên vì thứ hai là cái việc họ sẽ đốt năm số tiền hoa hồng nội bộ của platio cho đến khi uh, khoảng 10% token Pegasus được để lại trong hệ sinh thái của họ thì hai cái điều này nó kết hợp lại với nhau uh, khi mà nguồn uh, cung tăng và cái uh, khi cái nhu cầu tăng và nguồn cung giảm thì uh, về mặt lý thuyết thì sẽ dẫn đến cái giá trị của đồng token sẽ tăng lên nếu như họ thực hiện cái dự án này thành công. Tất nhiên là để mà có thể uh, có được cái sự tăng trưởng thì nó sẽ là trong cái khoảng thời gian uh, cũng không phải là ngắn. Đây là một cái dự án mà mình nghĩ là đầu tư dài hơi chứ không phải là cái dự án thiên về đầu cơ. Và một số những cái thông tin khác liên quan tới cái đồng token của dự án Figas cũng như là cái đợt uh, private sale mà mình muốn chia sẻ với các bạn ấy thì hiện tại thì họ đang có một cái đợt private dành cho những khách hàng cá nhân. À, tuy nhiên có một cái điểm mình nghĩ là khá là hay cho cái đợt private sale này cũng như là kể khi mà khi mà họ kết thúc cái đợt ICO ấy, đó là khi mà họ không kêu gọi được đủ số short cap là 5 triệu euro thì tất cả các số tiền họ kêu gọi được họ sẽ trả cho các nhà đầu tư. Điều này mình cũng nghĩ là khá là phù hợp trong cái bối cảnh hiện tại. Những cái ICO họ đang rất là khó khăn trong cái vấn đề gọi vốn thì họ có một cái mức đảm bảo 5 triệu euro cho các nhà đầu tư nếu như không đạt được cái con số này họ sẽ trả lại. Và sẽ có tổng cộng là 397 triệu 500.000 token được phát hành trong giai đoạn ICO và 65%, số này thì sẽ được bán ra cho công chúng có thể sở hữu. Thì tất cả những cái thông tin liên quan tới À, cái là token sale hay là cái token của Platio thì các bạn có thể truy cập vào trang web thì họ cũng à, trình bày rất là rõ ràng. À, và một cái thông tin quan trọng nữa mình muốn update và mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là liên quan tới cái đội ngũ của cái dự án này, cũng như là những cái partner sẽ giúp cho cái dự án có thể phát triển và đây có phải là một dự án có thể đi được đường dài hay không. À về đội ngũ của dự án thì đứng đầu là CEO có tên là Vlad Bunin. À, ông đã có khoảng 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, à, bảo hiểm và hàng không. Ông cũng là người sáng lập và là thành viên hội đồng quản trị của à, Hedge à, Capital Company là một trong những cái à, công à, công ty cung cấp dịch vụ tài chính à, khá là thành công trong quá khứ. À, ngoài ra đồng sáng lập à, và và cũng là ngoài ra thì CEO của dự án là Demand thì à, đã có 10 năm kinh nghiệm trong mảng công nghệ và tài chính, à, cũng như ông đã à, từng làm việc tại những cái ngân hàng những cái quỹ đầu tư mạo hiểm lớn, những cái công ty có trụ sở tại à, CIS và thung lũng Silicon. À, đội ngũ của dự án còn có những cái cố vấn về cố vấn kỹ thuật có uh, kinh nghiệm trong uh, mảng blockchain à, và những cái thành viên khác thì các bạn có thể truy cập vào trang web để mà tìm hiểu thêm nếu như các bạn hứng thú với dự án. À, partner của dự án thì cũng có một số những cái tên mà à, chúng ta có thể à, nhìn thấy. Thứ nhất là Accent là một trong những partner về môi giới, là một trong những cái công ty uh, dịch vụ đầu tư của châu Âu, được thành lập vào năm 2011. Uh, đối tác về bảo mật thì có công ty Positive Technologies, là nhà cung cấp giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới và cái uh, công ty này thì cũng đã cung cấp các giải pháp cho rất là nhiều những cái công ty khác nhau. Ví dụ như là kể cả Google, ví dụ như là Huawei hoặc là Microsoft hoặc là uh, SAP cũng là cái, cái khách hàng của Positive Technology thì uh, cái sự hợp tác này cũng hứa hẹn giúp cho cái việc bảo mật trong cái nền tảng Platio sẽ được uh, tăng lên đáng kể và cái đối tác uh, về mặt pháp lý legal đó là Exxon Partner uh, một trong những uh, điều quan trọng của một cái nền tảng thanh toán ứng dụng uh, công nghệ blockchain và sử dụng crypto đó là về mặt pháp lý thì uh, Exxon Partner cũng là một trong những công ty luật khá là có uy tín và hy vọng là sẽ hỗ trợ được cho bạn À, cho, cho cho họ. Ngoài ra thì có một cái đối tác quan trọng khác đó là Ripple. À, vâng, Ripple một trong những cái nền tảng thanh toán à, hàng đầu đang hứa hẹn là trong tương lai sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho những hệ thống tài chính hiện tại cũng là partner với à, cả dự án là À, Đó là tất cả những cái thông tin mà mình nghĩ rằng là những cái thông tin cơ bản nhất về cái dự án này mà các bạn à, cần biết. À, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một số những cái quan điểm chung về cái thế mạnh cũng như là những cái điểm yếu của cái dự án này thì hy vọng sẽ giúp cho các bạn sẽ có được cái nhìn nó tốt hơn được không ạ? Về ưu điểm thì chắc chắn một cái ưu điểm lớn nhất của dự án à, đầu tiên là họ được cấp giấy phép về thanh toán tiền điện tử và fiat tại UK và tại Châu Âu. À, đây là một cái điều vô cùng quan trọng vì vấn đề pháp lý về một cái dự là nền tảng thanh toán là cái vấn đề được ưu tiên hàng đầu. À, thứ hai một cái điểm mạnh thứ hai là đội ngũ của họ cũng là một cái đội ngũ khá là khó kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như là à, kể cả trong lĩnh vực blockchain và họ có một cái cách truyền thông và marketing khá ổn khi mà những cái tờ báo lớn trên thế giới những cái phương tiện truyền thông lớn đã đăng tải những cái thông tin liên quan đến cái dự án của họ và cái số lượng người theo dõi trên các trang mạng xã hội của họ cũng tương đối tốt khi trên telegram hiện tại có 10.000 follower À, và hiện tại thì vẫn chưa mở bán Cloud Pixel thì cái con số này cũng là một con số mình cho rằng là ổn không phải là quá tốt nhưng mà ổn Ngoài ra thì một cái điểm mạnh nữa của cái dự án đó là cái việc nếu như họ không kêu gọi đủ 5 triệu euro họ sẽ trả lại tiền cho các nhà đầu tư thì nó sẽ khuyến khích các nhà đầu tư và tạo ra cái sự uh, an tâm hơn cho các nhà đầu tư khi mà tham gia đầu tư vào cái dự án này Và một cái điểm mạnh cuối cùng đó là về ý tưởng của dự án thì cái việc mà Uh, dùng tiền điện tử để mà thanh toán nó chính là cái mục đích mà tiền điện tử được sinh ra và cái dự án này có vẻ như là đang đi rất là đúng với cái mục đích của một cái đồng tiền điện tử nó không phải là để sử dụng như là đầu cơ như hiện tại thì về cái ý tưởng của họ thì mình đánh giá rất là cao và mình cũng hy vọng là họ sẽ thành công và có thể giúp cho cái việc thanh toán crypto và thanh toán uh, truyền thống nó sẽ được uh, gần nhau hơn và nó sẽ uh, tương tác cho nhau tốt hơn Ngoài ra thì dự án cũng có rất là nhiều những cái thách thức và điểm khác nhau. À, thứ nhất ý, là mình không tìm được những cái thông tin về cái quỹ đầu tư cho cái dự án này. Thường là một cái dự án à, quy mô được những cái quỹ đầu tư lớn thì nó sẽ có một cái à, bàn đạp tốt hơn và nó sẽ có một cái à, roadmap dài hơn. Họ à, có thể được đảm bảo về mặt tài chính. Thì có thể là họ không công bố nhưng mà mình thì mình không tìm được những cái thông tin liên quan đến quỹ đầu tư trong cái dự án này. À, ngoài ra thì có một cái... À, mặc dù là họ có một cái partner rất là chất lượng đó chính là Ripple. Ngoài ra thì cái dự án này hiện tại họ chưa phát hành MVP và MVP tức là một cái bản thử nghiệm những cái sản phẩm của họ sẽ được phát hành vào quý 3 năm nay thì chúng ta à, những cái nhà đầu tư và những cái người quan tâm đến cái dự án thì à, sẽ phải đợi để mà xem xem sản phẩm của họ thử nghiệm sẽ như thế nào có đúng như là họ đã à, đưa ra hay không và qua đó thì mới, chúng ta mới có thể đánh giá được cái độ thực tiễn của cái dự án này à, trong dài hạn và một cái à, điểm yếu nó không hẳn là điểm yếu nhưng nó nhưng là một cái thách thức đó là họ đang mở bán ico trong một cái khoảng thời gian mà rất là khó khăn đối với toàn bộ thị trường nói chung thì như các bạn thấy là à, cái sức hút của những cái ico đang giảm đi rất là nhiều bởi vì chúng ta đã quá quen với cái việc đầu tư ico nhằm cái mục đích đầu cơ thế nên là cái việc những cái dự án mà mang cái tính chất lâu dài những cái, mang cái tính chất đầu tư lâu dài hơn nó sẽ gặp khá là nhiều khó khăn trong cái vấn đề à, kêu gọi vốn thì cũng À, không chắc chắn rằng là họ sẽ có đủ cái số vốn góc 5 triệu euro để mà có thể phát triển được cái dự án của họ. Thì đó là tất cả những cái thông tin về cái dự án uh, Plateo. Mình nghĩ đây là một cái dự án cũng rất là thú vị và uh, ý tưởng rất là hay với những cái bạn nào mà quan tâm hoặc là muốn tìm hiểu thêm về dự án thì các bạn có thể vào trang web uh, platio.io để tìm hiểu thêm cũng như là có thể đọc kỹ cái white paper của họ để thì có thể hiểu được kỹ hơn uh, cái cách thức và những cái sản phẩm của họ sẽ được ứng dụng như thế nào đúng không ạ? các bạn nào có câu hỏi nào khác thì có thể comment ở dưới cho mình biết và trong tương lai thì mình sẽ còn ra rất là nhiều những cái review liên quan đến những cái dự án mà chưa lên sàn hoặc đã lên sàn nhưng mình cho rằng là những cái dự án đó có cái ý tưởng hay và được cộng đồng quan tâm thì mình vẫn sẽ review cho các bạn để mà hy vọng là giúp các bạn hiểu thêm về cái lĩnh vực blockchain cũng như là những cái ứng dụng trong cái lĩnh vực này à, cảm ơn các bạn lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai xin chào